nhà nha. Đây mình xuống bếp đây, bữa nay bà xã mình nấu món gì cả nhà? Ở đây nấu món gì em? Ướp chiên sả ớt thôi. Cá đồ tươi á. Rồi tép này em xào với đậu gồng. Rồi hến này nè, nó canh nhẹ. Rồi, vậy quá ngon rồi đó. Mấy món. Rồi cả nhà vào bếp với mình nha. Cá vào chiên luôn. Dầu cũng hơi nóng thôi, sợ nó dằn á. Nó dằn quá rồi, lửa hơi dầu hơi nóng nóng được rồi. Từ đó giờ mình ăn khô không chứ không ăn cá tươi ha, nay ăn cá hôm bữa cá đủ quá. Nay ăn cá tươi bữa nay ngon không? Vừa đủ chảo luôn. Có mùi đó. Bếp nhà mình cho gia vị vô xong rồi cho đậu gồng vô xào. Bếp xào với đậu gồng thịt ngọt lắm hả? Ngọt lắm. Đậu gồng mình ăn sống cũng được đó em. Sống cũng được sống mà em ăn cũng được. Xào thì dễ ăn ha. Xào rồi, ăn nhiều cũng được hết trơn. Chảo nhỏ quá. Giờ đậu gồng mình chín thì mình cho hành nha, đừng cắt xuống. Xào vừa chín tới hả? Chín quá ăn hết giòn. Quá trời này nó còn hết. Rồi chín này nhập xuống. Cho nước, cái nước hến hồi nãy nè. Mua cái người ta cho cái nước luộc hến luôn, đem về mình nấu cho nó ngọt. Mà chở cái chảo bẩn ngày mai trực tiếp nghe, chảo cá. Chưa đâu. Rồi. Chưa. Không được. Rồi ăn ngọt lắm luôn à. Cơm với đậu gồng. Chín hết hai bên này, chè tiền thơm á, chín thì chắc là trước. Mấy con cái ngoài chưa chín gì đây mà. Mình chắc trước. Bớt luôn á, thịt chả thơm lắm. Nước sôi giờ mình cho hến luôn.
cơm gia đình mình ăn cái chai. Cái gì cơm nha. Cái gì cơm. Thank you.
bí rồi, ăn cũng ngọt. Khác. Anh ăn phồng bí rồi, chắc hết cũng có mùa anh. Chắc chưa tới mùa hết nha. Kênh gia đình công nhân mình nha. Bye bye cả nhà. Bye.